Kính chào quý vị và các bạn. Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình hiện đang sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Với tiềm năng và dư địa phát triển lớn, Lệ Thủy đang hội tụ nhiều yếu tố và cơ hội bứt phá để cho đón các nhà đầu tư đến tìm hiểu, đăng ký, triển khai dự án với mong muốn khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương.